Xin chào các bạn đến với chương trình vlog ngày hôm nay của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ trình bày một cái vấn đề về steroid. Steroid, giải pháp cục cực dành cho những người đàn ông bất lực. Duy Nguyễn dùng từ mạnh vậy đó bạn. Và bây giờ Duy Nguyễn sẽ diễn giải cho các bạn hiểu. Tại vì dạo này anh thấy có rất nhiều bạn trẻ lầm đường lạc lối, đi vô con đường hút chích. Tất nhiên ở đây không phải hút chích xì ke ma túy nha các bạn. Cái steroid đó nó cũng là một loại chất độc, nó cũng là một chất không hề tốt, nhưng mà nó đỡ hơn xì ke ma túy ở chỗ á là bạn chết mình bạn không có kéo theo xã hội chết. Nên cái tội mà gọi là chích ma túy á thì lên phường, mà cái tội chích steroid á thì cùng lắm lên giường thôi, giường bệnh nha các bạn. Vậy thì steroid là cái gì? Steroid là một cái dạng chất kích thích được dùng rất nhiều trong thể hình, giúp cho các bạn, các vận động viên có những cái khối cơ thần sầu quỷ khóc, những khối cơ không còn phải của loài người nữa, mà nó vượt quá sự gọi là nó vượt quá đi sự giới hạn của bản thân mà. Thể thao mà, thể thao là phải vượt qua giới hạn của bản thân. Nên lâu lâu tự nhiên cái áo vàng chung cuộc, áo xanh chung cuộc, cái giải đua Tour de France nước Pháp gì đó, đi xét nghiệm ra steroid rồi tước cúp luôn. Nên cái chuyện steroid là cái chuyện nhân nhãn trong thể thao, nó là một cái bóng ma của thể thao nha. Và nên những cái tổ chức mà thể thao mà chân chính á, người ta cũng tìm mọi cách người ta đấu tranh với steroid. Khi đấu tranh với steroid thì steroid nó sẽ ra nhiều biến tướng, và tiếp tục cái công cuộc đấu tranh đó cứ mãi mãi theo thời gian. Đó là cái chuyện của thế giới thể thao. Mà bây giờ ác điều là bạn không phải thuộc thế giới thể thao mà bạn cũng dính cho steroid nữa, thì đây là một lời cảnh báo cuối cùng, có thể thứ nhất là cứu được sức khỏe của bạn, và thứ hai là có thể là gọi là đã thông được cái nhận thức của bạn mức độ nào đó. Các bạn đi đâu đó lên mạng sẽ thấy hình những con chó, những con ngựa mà nó chích steroid vô, nhìn nó cục cơ như là cục đá vậy đó bạn. Nói chung bạn nhìn gì nó bất thường á là nó có sự hỗ trợ của steroid nha các bạn. Ủa vậy steroid nó làm cái gì mà nó thần thánh như vậy anh Duy? Steroid không phải là gì thần thánh cả. Đó là steroid là thuốc rồi nha. Có thể tạm gọi là một loại thuốc. Khi bạn tiêm một khi bạn uống vào người á thì nó sẽ có một cái tác dụng. Có một tác dụng thuốc thì đương nhiên một thuốc sẽ có tác dụng. Tác dụng có thể bạn tạm hiểu là làm cho bạn cơ bắp hơn, làm cho bạn vạm vỡ hơn, làm cho bạn gọi là nhìn hổ báo cáo trồn hơn. Nhưng mà cái sự cơ bắp vạm vỡ, hổ báo cáo trồn này nó diễn ra không có tự nhiên. Nó diễn ra nó không còn tự nhiên nữa. Bạn sẽ không có cảm giác nhìn nó quen mắt đâu bạn. Ví dụ như một người người ta khổ luyện mà ta tập tạ nó lên á thì bạn nhìn nó quen mắt lắm. Cơ người ta bự thôi, nhưng mà da dẻ mặt mày người ta vẫn bình thường. Còn đây nè, bạn nhìn thấy gì nó phi thường quá, bạn nhìn nó ngộ, nhìn nó có gì đó sai sai đó, thì đó là nghi vấn steroid nha các bạn.
nhiều khi các bạn cứ anh hay nói một câu đùa với các bạn vậy. Các bạn hãy kiểm tra coi lỗ chân lông của mình nó còn trinh. Thì cái nguyên tắc mất trinh là gì? Cứng đâm vô nó mới mất trinh mà ha. Thì giờ cái kim nó cứng quá đâm vô lỗ chân lông bạn. Lỗ chân lông bạn mất trinh rồi. Thì ý của anh Duy Nguyễn đó là bạn có chích steroid không? Tại vì ngày xưa steroid nó còn khó. Giờ steroid nó nhan nhản mà. 5 triệu một cycle, 7 triệu một cycle, 9 triệu một cycle. Mà giờ tụi nó lộng hành tới mức tụi nó đăng lên Facebook tụi nó bán luôn mới ghê chứ bạn. Đó. Thì thường thường những ai tìm đến steroid để có một giải pháp thay đổi. Ví dụ như bạn ốm quá, bạn muốn bự lên, bạn muốn mạnh lên, bạn muốn đẹp hơn, nhưng mà bạn không thông qua cái con đường tập luyện và dinh dưỡng, mà bạn đi một cái con đường khác. Bạn chích steroid vô, xong rồi bạn cũng tập luyện và bạn cũng dinh dưỡng, thì dưới sự hỗ trợ của steroid trong giai đoạn này, bạn sẽ bự hơn. Chắc chắn như bạn bự bằng 4 năm thằng tập bình thường luôn. Giống như cỡ như Duy Nguyễn tập thấy bà luôn, bạn thấy tập cũng nhiều quá nha. Nhưng mà bạn muốn hơn Duy Nguyễn dễ lắm bạn. Tiêm chừng 2-3 cycle. Rồi. Thấy bạn có khả năng hơn rồi đó. Có nhiều bạn hỏi Duy Nguyễn có bán steroid không? Hỏi câu trước câu sau bị lóc rồi. Tại vì anh khẳng định rằng bạn một khi có cái tư tưởng đó là bạn hết xài rồi. Hết xài rồi. Đối với anh, những người thất bại mới dùng steroid. Tại vì họ thất bại rồi, họ không còn gì để mất. Họ đang cùng đường rồi. Họ cùng đường rồi đúng rồi. Họ cùng đường rồi, giờ họ chích họ cùng lắm, họ chết thôi gì đó. Chích chết thì bình thường, tự mình làm tự mình chịu. Steroid nó khác ma túy chỗ đó mà. Ma túy đó, bạn chích sao hồi chịu. Còn steroid, bạn chích bạn chịu. Ma túy, mỗi lần bạn ghiền, bạn lên cơn, bạn vật vã, bạn sẽ tìm cách trộm cướp. Đúng không ạ? Bạn trộm cướp, bạn làm náo loạn xã hội. Đó, thậm chí bạn chích cho người khác rồi bạn đi buôn thuốc ma túy tùm lum la hết, nó ảnh hưởng tới một chuyện rất lớn trong xã hội. Còn steroid thì bạn chích thì nó cũng có ra những hành động mà gây nghiện như là ma túy. Cái con cái là nó hư gan hại thận rồi nó bị tùm lum la, bệnh thì sao thôi. Bệnh gì thì chút mà Duy Nguyễn nói sao. Bạn tập tới hình lâu năm, có thể là 1 năm 2 năm bạn thất bại. Bạn chán nản, bạn chán chường, bạn tìm đến steroid như một giải pháp để cứu cuộc đời bạn, thì bạn cũng chích steroid. Hoặc là bạn chơi những thằng bạn, mà những thằng bạn của bạn nó chơi steroid, thì trước sau gì bạn cũng chơi steroid. Cái đó là nguyên tắc bạn bè mà, nha. Bạn bè nó dễ rủ lắm. Nó dễ rủ rồi, giờ những lúc nào mà gọi là bạn mềm lòng mà không chiến thắng được bản thân á, thì bạn sa ngã luôn nè. Còn các bạn mà đang tham gia thi đấu thể hình á, thì cái tần suất sử dụng steroid nó cao hơn. Nói thẳng câu thằng kia chết tao không chết tao thi không lại. Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi cũng không muốn mặc vô cái thế giới đó thì rồi nó khó. Khó làm chủ chính mình. Nếu mà bạn không chiến thắng được chính bạn thì chắc chắn bạn sẽ thất bại trước người đời. Cái chữ thất bại khi mà sử dụng steroid của Duy Nguyễn nó rộng lắm. Bạn thất bại trong ý chí, bạn thất bại trong suy nghĩ, bạn thất bại trước bản thân. Đúng không? Bây giờ thi á, có một cái huy chương à, mà 10 thằng thi, mà 9 thằng kia thôi, 8 thằng kia nó chích rồi. Bạn biết nó chích luôn. Bạn thấy nó mua cái ống chích luôn. Ống chích nó mua sỉ mới ghê. Đúng không? Nó tập vào cái phòng gym mà ống chích còn nhiều hơn là cái chai nước nữa. Thì bạn biết nó chích rồi. Thì bạn muốn thi ăn nó thì khả năng là bạn phải chích rất cao. Rất cao. Nha. Thì cái chuyện đó bạn thi mà chấp nhận đánh đổi thì trước khi chích cho bạn suy nghĩ rồi. Không biết bạn có suy nghĩ cho mẹ cha, cho gia đình, cho tương lai của bạn không á. Thì cái đó mình không biết. Nhưng mà đó là cái nghề. Nha. Khi mà bạn thi đấu thì bạn cái nghề của bạn là vận động viên. Chứ Nguyễn không kha. Bạn đủ 18 rồi. Nghề của bạn. Bạn làm sao bạn làm kệ bạn. Đây, ở đây Duy Nguyễn tập trung vào cái đối tượng khác. Cái đối tượng tập mà chả để làm gì nè. Cái đối tượng mà tập để cho đẹp trai sáu múi cô gái chơi nè. Mà cũng đi chích cho được nữa. Được cái gì vậy? Đúng không? Không được gì cả. Nha các bạn. Thể hiện cái chỗ đó không phải là chỗ thể hiện. Chẳng ai tự hào rằng ừ tôi đẹp nhờ tôi chích steroid cả. Chích lén trốn như trong chặt vậy đó mà thể hiện cái gì? Hỏi ra. Đâu có, trời đất ơi.
tôi tập với tôi ăn bột nọ. Tôi tập với tôi ăn bột này ăn kia mà thậm chí bột gì đó bạn. Tôi tập tôi ăn cơm mẹ nấu mà tôi tập tôi ăn thịt ức gà không à. Trời đất ơi, bạn diễn với ai chứ bạn đừng diễn Duy Nguyễn tội nghiệp Duy Nguyễn mà. Cứ vậy không. Cái gì nó đến từ cái sự kiên trì, sự khổ luyện thì mới có đó mới là vốn quý và đó mới là bất tử với thời gian, trường tồn theo năm tháng. Còn bây giờ bạn chích steroid là bạn đang chích chất độc vào người bạn đó. Không phải là chất bổ nha bạn. Chưa ai nói steroid là chất bổ cả. Steroid là một cái dạng thuốc mà bác sĩ có thể sử dụng trong một số trường hợp nào đó. Nó là testosterone, giả sử như con dạng nó là testosterone. Mà trong cơ thể chúng ta, cái testosterone là cái sản sinh tự nhiên để nó quy định giới tính. Mình đàn ông á, thì cái chất lượng sản xuất testosterone nó cao. Nó khẳng định rằng mình là đàn ông. Mà cái testosterone nó quy định được cái cuộc sống, nói chung nó quy định được cái sức khỏe đàn ông của chúng ta. Đàn ông của chúng ta trong đó nó có sức mạnh, trong đó nó cơ bắp, nó có tình dục, nó có tinh hoàn, nó có tinh dịch và nó có tinh trùng. Đúng chưa? Bạn nghĩ cho mỗi cái mấy cục cơ của bạn trong khoảng thời gian ngắn thôi. Anh Duy Nguyễn nói là ngắn thôi đó. Chứ anh Duy Nguyễn nó không có trường tồn nữa nha bạn. Mà bạn bỏ đi mấy thằng tinh binh của bạn. Đúng không? Thậm chí này nói kể nghe chơi thôi. Thằng bạn anh nó bình thường. Xong lâu ngày gặp lại hỏi dạo này còn đi thi không? Nghe nó nước mắng dài. Thấy là biết là hết thi rồi. Rồi xong rồi sao nữa? Bồ. Không phải ông bồ, vợ ngoại tình, hỏi sao ngoại tình, vụ kia không xong, rồi sao không hiểu luôn. Yếu sinh lý là phải không? Ngày trước không có, mày cãi tao. Gặp ngày trước mày nghe theo tao, mày đi theo tao đi, tao cho mày coi phòng thôi. Giàu không giàu, nghèo không nghèo, bảo đảm bây giờ cuộc sống mày ngon lành. Ngày xưa hai thằng mày đi massage chung, mày có yếu sinh lý hay không tao biết. Tại sao cớ sao bây giờ lại như vậy? Tác dụng phụ của steroid đó mấy em. Tác dụng phụ của steroid. Người thật việc thật. Steroid nó sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Tại vì khi mà cái hệ sản sinh testosterone trong tự nhiên trong cơ thể chúng ta đang làm việc ngon lành, lỡ mà nó có làm yếu chút xíu thôi đó, bạn đẩy thằng steroid ở ngoài vô, nó ức chế cái hệ sản sinh ở trong tự nhiên, nó không sản xuất nữa. Có thằng ở ngoài mày xài ở ngoài đi, tao không sản xuất nữa. Đúng không ạ? Không sản xuất nữa thì sau này cơ thể bạn nó ngưng luôn, hoặc nó hoạt động không đàng hoàng, nó hoạt động không đúng nữa. Thì mà testosterone trong người bạn nó loạn xạ hết, nó hoạt động không đúng nữa, thì tinh hoàn bạn đâu hoạt động bình thường bạn, tinh trùng bạn đâu hoạt động bình thường bạn, sự cương cứng của đàn ông nó đâu hoạt động bình thường bạn. Vợ thích nó cương một giây xong xèo được không? Tất cả đều do là testosterone quyền cả. Mình không có dại dột gì mà mình đi chọt vô một cái cơ thể mình đang khỏe mạnh. Trừ khi nào bạn bị một cái tai nạn nào đó. Bạn bị một cái tai nạn nào đó mà ví dụ như tai nạn xe hơi, tai nạn xe cộ hay là gì đó mà nó bị thương, tổn trên cơ thể. Nó làm cho cái hệ sản sinh testosterone chúng ta nó không còn hoạt động được nữa. Thì lúc này bạn đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám và bác sĩ quyết định rằng có chích steroid cho bạn hay không. Cái việc bác sĩ chích steroid cho bạn hay không là để duy trì cái mạng sống của bạn và để duy trì chức năng cơ thể của bạn, và bác sĩ là người chịu trách nhiệm. Cái lúc đó nó là khác. Cái gì nó cũng có bài toán hai mặt của nó hết. Đúng không ạ? Ma túy ở một phương diện nào đó nó là một chất độc. Nhưng ở một phương diện nhỏ của y học nó cũng là một chất cần thiết. Steroid cũng vậy thôi. Còn bây giờ bạn chích steroid, bạn lạm dụng steroid trong khi bạn chả để làm gì cả. Cao lắm á, thì bạn chỉ đi thi thể hình, kiếm những cái danh hảo chả được gì. Đúng không? Kiếm những cái danh hảo chả được gì cả. Rồi bây giờ bạn nhìn đi, những đời vận động viên bodybuilding đi trước cho tới bây giờ là bao nhiêu tuổi? Ví dụ như Arnold đi, nó gần nó xa nhìn thẳng Arnold đi. Đúng không ạ? Arnold Rudy Coleman coi. Rồi ông nội lùng lùng Sủ Nhi tên gì quá này, Jay Cutler. Ôi. Thì bây giờ bạn cứ nhìn họ bây giờ đi. Đúng không ạ? Một con heo nó nuôi bằng thuốc tăng trọng thì nó không thể nào nó khỏe mạnh lâu dài được cả. Cái dòng đời của chúng ta
chúng ta còn phải bảo vệ nó, chúng ta còn phải phòng tránh ung thư, chúng ta còn phải tránh những chất độc để cho tuổi thọ cho lâu hơn. Bạn không thấy ở bên Nhật Bản mà năm 2011 gì đó, hai nhà máy điện hạt bị động đất, hai nhà máy điện hạt nhân nó bị xì, người dân người ta chạy tán loạn hết, nông sản ở cái vùng đó xuất không ai dám ăn hết. Bây giờ bạn đi nạp steroid vô người một cách lãng nhách, chả để làm gì hết, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Mà nó ảnh hưởng cái gì thì có trời mới biết. Chỉ biết nó ảnh hưởng được những vấn đề về giới tính, nó ảnh hưởng được những vấn đề về sức khỏe về sau này, đúng không ạ? Rồi chưa kể, tự nhiên á, dấu hiệu nhận biết steroid dễ lắm em. Mấy em nhìn thằng đó nó bự bự mà da nó sai sai á. Cụm từ sai sai dạo này nhiều người xài ghê á. Da có gì đó sai sai. Đúng bạn, cái bụng có gì đó nó sai sai là biết nặng lắm rồi đó. Người ta nói dấu hiệu nhận biết mấy nhậu nhiều các bạn. Bụng nó bự lên, nó sơ gan cổ trướng rồi đó. Bụng nó bự lên. Còn giờ nhận biết steroid mà kể như sử dụng cũng lâu năm rồi đó, có dấu hiệu dễ lắm, nhìn bụng có muối mà bự như cốc vậy đó. Có không? Bữa nào Duy Phan chèn tấm hình vô coi chơi em. Đúng không? Nó làm rối loạn cả bộ đồ lòng của bạn. Chất độc nó đã thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cái này mà coi phim Tàu á, là chất độc thấm vào lục phủ ngũ tạng là khỏi cứu. Nha, khỏi cứu. Thì cái gan của người chích steroid tự nhiên nó bự hơn gan người bình thường. Cái ruột nó bự hơn người bình thường. Nó bị sưng á chứ không phải là nó bự rồi nó ngon luôn nghe. Nó bị sưng á. Rồi bao tử nó cũng bự hơn người bình thường. Đâm ra cái bụng nó cũng bự hơn người bình thường. Mặc dù có muối đó. Hồi đó có một bạn hỏi anh Di ơi, sao mấy ông Mr. Olympia, ông nào bụng 6 muối mà cũng bự hết là sao anh Di? Không lẽ anh Di nói ra thì em sợ đó em chưa hiểu. Nên không ai dại dột làm một cái việc gì mà mình trả giá bằng sức khỏe, trả giá bằng mạng sống, trả giá bằng tương lai và bằng cả gia đình. Trước khi làm việc đó suy nghĩ cho nó kỹ nha. Như Nguyễn chỉ nói vậy thôi. Trước khi bạn cầm công chích hay bạn nhờ khác nó tiêm vô lỗ chân lông ven chỗ nào đó, tiền bạc 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 7 triệu một cycle nó không quan trọng các bạn. Mà quan trọng rằng cầm 9 triệu đó chích vô mình trả được cái gì cả, mất cả 9 năm cuộc đời. Khi mình chích mình đâu có nghĩ đâu. Nhưng mà khi mình buồn rồi, mã ơi con hỏi hận quá. Giống như mấy thằng bị đụng xe đó hay nói câu đó lắm, tật đua xe. Khi đua xong nghỉ, vô chợ rẫy nằm rồi, thấy khóc lóc than thở, bữa nào anh dẫn vô chợ rẫy coi bữa. Nằm hành lang nhìn ông sốt hàng nữa thôi á. Tự nhiên nhìn đi vô bệnh viện Chợ Rẫy một cái về là cái cuộc đời nó tối đen rồi mấy em. Nó khổ lắm cực kỳ.
những cái lúc mình làm mình thiếu ý chí, mình thiếu niềm tin, mình thiếu nghị lực, mình không chiến thắng được bản thân, mình không chiến thắng được cái tà ma hơn thua trong cuộc đời, đúng không ạ? Bạn chúng ta thôi, bạn cũng căn bản là một đó, là mình đang bế tắc, hai là mình thiếu kiến thức, ba đó là mình đang thất bại, và bốn là mình hơn thua thôi. Mình phải hơn thua với người ta mới chích, chứ không mới chích cả bà đó mình chích chi đó. Và căn bản có một số bạn bị dụ nữa, có một bạn bị dụ đâu biết gì đâu, tự nhiên khoe anh Như Nguyễn, anh Như Nguyễn ơi trời đất ơi mát anh nói đồ bỏ sao vậy, cái nó trời em mới mua cái hũ này nè, cam đoan á là gì ba tháng thôi lên 9 kg, hũ gì coi coi, trời đất ơi y y như tôi thuốc vaccine vậy mấy em, khoe vậy đó, hỏi ai vậy vậy, BT chỗ em. Trời. Thôi rồi rồi, anh chỉ nói một câu, người gần em nhất là người hại em. Anh xa lắm anh không cứu được em đâu, cứu gì nữa giờ, cứu nó bỏ 9 triệu nó mua rồi, hàng mua rồi miễn đổi trả, không lẽ giờ kêu nó bị cầm nhưng mà chích chung gà thử có nó gan sao. Thuốc thang bạn làm như trò đùa chứ. Người Việt Nam mình có cái gì cũng sợ, có ngoài không sợ chết rồi bạn. Biết gì không, kể cho nghe. Tự nhiên nhà trái đứng lại bu coi chơi vậy đó. Nhà trái đứng đợi bu coi chơi vậy đó, tự nhiên lụm được trái bom không đem đi đưa cho công an đi, đưa cho đội gỡ mìn đi cưa bom bán sắt chơi vậy đó bạn, thấy dũng cảm chưa. Người Việt Nam cái gì cũng sợ đó. Kẹt xe cũng sợ, ngập nước cũng sợ, nghèo cũng sợ, đói cũng sợ, mà có cái chết là không sợ thôi. Rồi bệnh hoạn cốc còn biết đi khám vậy đó, ra bác sĩ tự mua thuốc uống luôn là thấy là dữ rồi đó bạn. Anh có một nhóm bạn bên Mỹ nói là giờ thuốc mà, ra tiệm thuốc mà không có bác sĩ ký nó không bán đâu. Nói vậy đó. Tức là người ta quan trọng cái mạng sống, người ta quan trọng cái chất lượng cuộc sống của người ta. Việt Nam mình đơn giản mà, đau đầu chả biết sao đau đầu cả, ra cứ mua Paracetamol uống trước. Hoặc là cảm chưa biết cảm sao cả, cứ mua Paracetamol uống. Tự mình mua thuốc, tự mình bán thuốc và tự mình chịu luôn. Thuốc tránh thai mà ra tiệm thuốc Tây mua ngon lành, mua như đi chợ vậy đó. Cóc còn biết nhỏ là thai mấy tháng mấy tuần cứ quất vô đi con, ra máu là đúng rồi đó. Thiệt luôn bạn, nhiều khi thế sự này anh nhìn anh nghe anh biết thôi chứ anh cũng gọi là tha thu lời. Em Tùng Sơn TV đâu rồi, cứu tao. Biết dân nhẫn tập thể hình, mình tập để mình khỏe hơn đó. Mình không muốn, mình sử dụng một cái gì đó mình cũng cần phải có kiến thức. Còn nếu mình không có kiến thức, mình cũng phải nhờ một sự tư vấn. Một cái hình, một cái khía cạnh mà nó dễ hiểu hơn cho steroid là bạn thấy gà, con heo nó bị chích thuốc tăng trọng không mấy bạn? Thì tăng trọng là một dạng steroid của con heo. Thì bạn cũng tăng trọng vậy. Bạn đang muốn tăng mạc đúng không? Bạn đang muốn tăng cơ thì nó chắn là bạn tăng trọng chứ đã gì. Thì giờ chích cho bạn có điều mặn mắt hơn con heo thôi. Heo nó rẻ hơn, cho ăn cám tăng trọng là nó bự à. Giờ Dương Nguyễn hỏi bạn, thịt con heo tăng trọng bạn dám ăn không? Bạn trả lời thẳng thắn cho anh đi. Đúng không? Bạn dám ăn không? Bạn trả lời là không rồi đúng không? Bạn trả lời là không rồi. Ủa tại sao steroid bạn dám chích? Đúng không? Trong khi cái steroid của con heo có liều nó nhẹ hơn á. Mà nó thông qua con heo rồi, mình ăn gián tiếp thôi chắc cũng đỡ đó. Bạn còn sợ, bạn còn nhát. Mà dám cầm ống chích steroid chơi vậy đó. Thì có phải là tự nhiên nó kỳ không? Bạn nào là bạn la lối sùm lên là cá đã nhiễm độc Formosa, tôm Formosa, biển Dũng Án gì từ lưa, bạn sợ độc mà không ăn. Nó có độc thì độc thiệt đó, nhưng mà không độc bằng ta thôi. Sao cái độc hơn mà không sợ, bạn sợ cái độc bằng.
nên nha. Đó, mình là người đàn ông thì mình suy nghĩ mình nó phải cứng, mình sống nó phải có bản lãnh. Mình tập thể hình mà mình thất bại thì mình coi lại mình thất bại ở đâu, mình thất bại chỗ nào để mình tìm cách mình giải quyết, chứ không phải mình thất bại rồi cái mù đường mù quáng. Thằng kia chích nó đâu có nói đâu, đúng không ạ? Thấy nó tập hơn đem nó nản, quan trọng thầy nó là ai nữa. Thằng nhìn thằng thầy dễ biết trò có chích không lắm ạ. Cái chuyện này đơn giản đó. Nên những bạn trẻ mới tập gym, tập gym chỉ để phục vụ cho cuộc sống thôi, tập gym đời tôi đang đẹp, thì đừng bao giờ nghĩ và đụng tới ống chích. Có thích trên mạng tìm hiểu thôi, thích trên mạng tìm hiểu tác dụng teroi gì đó ABC kiểu của nó, vụ bán đừng mua được rồi. Rồi có nhiều bạn á hỏi anh Duy Nguyễn có chích không, bạn thấy tấm hình anh nóng gân cái gì đúng không, tấm hình nó làm gì nè, gan nóng gân gì đúng không, bỏ Duy Nguyễn có chích không, cái anh hỏi bạn ngược lại vậy. Nói thiệt với bạn, anh Duy Nguyễn đẹp trai thì cũng có đẹp trai đó, bạn thấy chơi quả đầu thì đủ đẹp trai rồi đúng không, học giỏi có học giỏi đó. Nhưng mà anh Duy Nguyễn khẳng định với bạn câu, anh Duy Nguyễn không có khùng, đời Duy Nguyễn đang quá đẹp mà, đúng mà. Thì lý do gì anh Duy Nguyễn đi hủy hoại cuộc đời mình, đúng không ạ? Đúng không? Đời anh Duy Nguyễn có cả một cơ ngơi, có cả một công ty, có cả bao nhiêu nhân viên dễ thương. Thích á thì đi xe hơi ngồi máy lạnh. Quỷ gì lâu dữ vậy trời, bực mình. Mấy trời đâu có mưa đâu, sao tối thui vậy, không thấy đường luôn á. Không thích á thì đi dắt ngàn mô tô đầy kiêu hãnh. Anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê, dù rằng đường đi phía trước còn lắm trông gai, ngàn năm anh không đổi thay, yêu em yêu mãi mãi vì là dreamer. Đi tới nơi nào người ta cũng nể cũng trọng, người ta tiếp đón mình bằng nghi thức của gọi là gì ta, nghi thức của người đáng tôn trọng đi vậy đi. Thì cái lý do thì tự nhiên đi khùng hay gì chích ta rau cho mốt bao tử gì đó bự như con cóc chơi vậy hả, rồi đi yếu sinh lý đi đi massage đứa nào nó coi nể nữa. Đúng không bạn? Nói thằng này có tiền mà thôi, đời nó hỏng rồi, ai nể ai trọng nữa. Nên bà hỏi một cái câu đó thì Duy Nguyễn cười bạn thôi, nói chung Duy Nguyễn đẹp trai chứ Duy Nguyễn không có khùng, đời anh đang đẹp, đừng làm cho cuộc sống anh nó có vết đen. Đúng không? Chứ trời, thí dụ chừng nào mình cảm thấy anh Duy Nguyễn bế tắc á, anh Duy Nguyễn suy sụp á, á thì bạn hỏi ở Duy Nguyễn ơi, giờ làm teroi phát cho tỉnh người không anh? Thì đó thì anh suy nghĩ lại, còn bây giờ cuộc đời anh đang quá đẹp, đúng không? Trong khi Duy Nguyễn là cha đẻ của triết lý thành phục vụ sống nữa. Duy Nguyễn đã viết được cái câu đó và Duy Nguyễn cố gắng duy trì câu đó cho tới cuối đời, và Duy Nguyễn chứng minh rằng đó là cái triết lý thành đúng nhất, đó là cái triết lý thành nhiều bạn cần nhất, đúng không? Thể hình phục vụ cuộc sống chứ đâu phải thể hình phục vụ thằng bán steroid đâu, đúng không bạn? Mà trong khi anh Duy Nguyễn là người bài trừ steroid, bạn nào hỏi anh Duy Nguyễn có bán steroid không, Duy Nguyễn lóc đó, thì bạn đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà. Bán Hàn Quốc cấm là vi phạm pháp luật rồi, đúng không? Hàn Quốc cấm là gì? Hàn Quốc cấm là những mặt hàng nhà nước không cho phép bán, ví dụ như vũ khí, ma túy, steroid, thuốc mê, đúng không? Mấy cái loại độc đó. Bạn có dấu hiệu mà bạn hỏi anh vậy là bạn gài hàng anh, thôi lóc cho lọc. Nên steroid là một cái bức màn đen trong cái thế giới thể hình,
Nhất là những bạn nào đang mù mờ, đang chưa hiểu rõ. Và bạn nghĩ rằng steroid sẽ cứu cuộc đời mình, không có đâu. Nó là nạn tiên nâu trong thể hình đó. Và chúng ta đừng bao giờ để cuộc đời chúng ta suy sụp đến mức chúng ta mất tỉnh táo. Và chúng ta dính tới nó một cái. Dính tới nó, ok, đỡ dính rồi buông ra đi coi nếu còn kịp. Đừng có chơi hết cycle này tới cycle kia nha. Còn nếu mà xét trên góc độ kinh tế, anh Duy đang nói xét trên góc độ kinh tế, bạn chích steroid, anh Duy Nguyễn rất mừng. Tại sao vậy? Thằng kia nó tập uống thực phẩm bổ sung 10 triệu, bạn chích steroid và uống nhiều hơn nó nữa. Bạn ăn phải nhiều hơn nó nữa, đúng không? Chứ người bình thường không thể nào mà hấp thu được cái lượng thức ăn như vậy và có lượng thực phẩm bổ sung khủng khiếp như vậy. Nhưng dưới sự hỗ trợ của thánh steroid, bạn sẽ làm nên những điều phi thường. Bạn chơi quay một tháng 10 hũ, anh Duy Nguyễn bán được hàng chứ, anh Duy Nguyễn phân phối được hàng chứ. Nhưng mà không nên như vậy mà. Mạng sống là đáng quý, cuộc đời là đáng quý. Tất cả chúng ta được đến hành tinh xanh này, đó là một niềm hạnh phúc. Và sống một cuộc đời là một cái chuỗi hạnh phúc của từng người chúng ta. Anh Duy Nguyễn hạnh phúc. Anh Duy Nguyễn cũng không muốn tất cả các bạn ở đây không hạnh phúc và gia đình các bạn lo lắng hơn cho các bạn chỉ vì một cái suy nghĩ thiếu hiểu biết và một quyết định nông cạn, không nghĩ tới người thân. Trước khi làm chuyện gì, hãy nghĩ đến cha, mẹ và người thân của các bạn. Thằng bán steroid nó không bảo kê được đời bạn đâu. Cái thằng bán ống chích nó cũng chỉ biết kiếm lời trên ống chích của nó mà thôi. Chỉ có cha, mẹ và người thân của bạn là người ở bên bạn đến hơi thở cuối cùng. Xin thân ái, kính chào các bạn.